sáng nơi cuối con đường. Đánh thức những ai sai đường, buông hết trái ngăn hận thù nơi quá khứ kia. Ta mỗi bước đi bơ khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sớm yên lòng và ta ngóng trông. Vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vực dậy bước tiếp đi. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời có gian khó thăng trầm. Ta vươn cao đôi tay ta thét vang, hey ho, hey ho, hey hey ho. Vì cuộc đời là trò chơi trắng đen, vì cuộc đời còn mang những cơ hội. Về cùng kia sau bao ven thắng, dù chỉ còn nỗi xót xa hoang tàn. Ta mỗi bước đi bơ khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sống yên lòng và ta ngóng trông. Vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vững dậy, bước tiếp tháng năm tháng chờ. Chú. Ừ. Alo, con nghe nè chú. Con làm gì thì làm cũng phải cẩn thận, coi chừng thân thế của con bị phát hiện. Dạ con biết chuyện đó mà chú. Chú không cần phải dặn con đâu, lúc nào con cũng cẩn thận hết. Chú biết, nhưng mà chú cần phải nhắc cho con nhớ, mục đích chính của con ở bên đó là ẩn thân để tìm lại ba của con. Vì vậy hà cớ gì phải hao tâm tổn sức vì công việc nào đó. Con muốn điều tra ai thì cứ nói, chú cho người làm, đừng tự ý theo dõi, rất nguy hiểm. Dạ con có theo dõi ai đâu chú. Ba con không tìm con ắt hẳn là có lý do của ông ấy, và chú cũng muốn biết lý do đó là gì. Đây là mục tiêu duy nhất trong đời của con và chú. Cho nên con đừng quên, sau lưng con còn có chú, cũng luôn tìm phụ con. Dạ, con lúc nào cũng ghi nhớ lời chú. Con thấy mình vẫn còn may mắn vì luôn có chú bên cạnh. Làm gì cũng phải cẩn thận nha con. Dạ con biết. Tại sao chú lại biết mà gọi cho mình? Nói là nhức đầu, thì ra là đi hẹn với gái. Còn mắt của anh ta cũng ghê thiệt, chọn ngay con nhà giàu, ngây thơ. Đúng là nhìn anh ta lầm chết. Cảm ơn anh đã đưa em về. Không có gì, em về nhà đi. Hẹn gặp lại. Ừ. Bye bye. Alo, tôi nghe nè. Anh đang ở đâu vậy? Bạn vẽ tới đâu rồi? Tôi đang có chút việc nên chưa về. Tôi biết ngay mà. Anh chỉ lấy cớ để đi chơi thôi đúng không? Lần này là ngoài dự kiến. Nhưng cũng nhờ lần này tôi mới có ý tưởng mới. Chờ tin tốt đi. Là do tán gái nên nảy sinh ý tưởng hả? Ừ. Hay là đưa cô ta về nên mới có ý tưởng? Sao cô biết chuyện này? Alo, 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 alo.
Con cầm như vậy nè. Con cầm đi. Vậy hả ba? Rồi bây giờ con tập trung hết mình, hít vô thật sâu. Dạ. Xong rồi con thổi ra. Con phải ráng giữ hơi bụng của mình nha. Dạ. Đó, con làm được rồi đó. Con của ba giỏi quá. Nam. Mẹ. Sao con về mà không vô nhà? Mẹ chưa ngủ nữa hả? Ừ. Mẹ ngồi đi. Mẹ à, sao tự nhiên con nhớ ba quá? Con xin lỗi, con đã về trễ làm cho mẹ lo. Không phải lỗi của con đâu. Không hiểu sao hôm nay mẹ cũng trằn trọc không ngủ được. Còn con, bộ có chuyện gì nặng lòng sao? Không, chỉ là con bất chợt nhớ ba thôi. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng làm cho mẹ hạnh phúc. Điều mà mẹ thấy hạnh phúc trong đời này chính là được làm vợ của ba con và có đứa con ngoan như con. Mẹ thấy mình thật đáng trách. Mẹ không tạo được cho con một gia đình hạnh phúc. Mẹ cũng buồn vì ba con đi sai đường. Nhưng dù sao cũng xuất phát từ tình yêu thương con mà ra. Nam à, năm đó nếu mà con không bị bệnh thì chú Long vẫn tìm cách để dụ ba con đi theo con đường sai trái đó thôi. Nên con đừng có nghĩ mọi chuyện là do con nữa. Mẹ sanh con ra, mẹ hiểu con chứ. Từ nhỏ tới giờ con luôn là đứa con ngoan và hiếu thảo, hiểu chuyện đến mức mẹ và ba con luôn đau lòng và tự trách mình. Nam à, con hãy sống cho bản thân mình một lần nha con. Mẹ, con... Thôi, con đừng có khóc. Dù sau này cuộc sống có khó khăn ra sao, mẹ vẫn luôn muốn con được hạnh phúc. Mấy nay thằng Đăng nó có làm gì khó dễ con không? Dạ có chuyện gì hay sao mà mẹ lại hỏi như vậy? Không, không có gì.
Chỉ là sắp tới ngày giỗ của ba nó, mẹ sợ thằng Đăng nó sẽ làm gì đó, chứ không chịu để yên đâu. Mẹ đừng có lo, thằng Đăng nó không dám làm gì con đâu. Ngược lại, thằng Đăng có gây khó dễ gì cho mẹ, mẹ đừng có giấu con. Mẹ phải nói cho con biết chuyện đời của nhà thằng Đăng để con gánh. Con không muốn thấy mẹ lo lắng đâu. Cô ơi! Con, sao giờ này còn qua đây nữa? Nam còn hỏi tôi nữa, sao Nam lại ứng tiền rồi trả tiền cờ bạc cho Đăng vậy? Ủa, sao vậy con? Có chuyện gì vậy? Quỳnh nói cho Yến nghe hết hả? Lúc mà Nam gọi điện cho Quỳnh cũng có Yến ở đó mà. Mà sao Nam làm vậy vậy? Nam có biết là Nam làm như vậy á, là tiếp tay cho sai lầm của Đăng không? Cờ bạc ăn vào máu rồi, không gỡ ra được đâu. Sao con giấu mẹ làm chuyện này vậy Nam? Mẹ có thể vay mượn mà, mẹ không muốn con gánh một mình. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con đã trả xong hết rồi. Và con cũng nói với Đăng á, sau này đừng có bài bạc nữa. Nếu như cậu ta còn dính vào đó, con sẽ bỏ mặc luôn. Nam nè, mai mốt á, có ai kiếm chuyện với Nam, phải nói Yến nghe nha. Tôi biết rồi. Thằng Phát nó bỏ trốn rồi, hiện giờ tôi chưa tìm ra nó. Có chút chuyện mà làm cũng không xong. Tôi không hiểu là anh điều hành hoàng cậu như thế nào trong thời gian qua nữa. Ra ngoài, đi ra ngoài. Anh có biết cô ấy là ai không? Nghe một lần cho kỹ đây. Cô ấy là Bảo Ngọc, cháu gái của ông Trùng. Tuyệt đối giữ miệng về thân phận của cổ, nếu không muốn chết không có đất chôn thay. Đi lo việc của mình đi. Anh lại muốn thử tài em nữa đó hả? Em tới tìm anh có chuyện gì không? Em tới tìm anh chỉ muốn biết rõ hơn về căn nhà cháy mà anh định mua. Nếu là vì công ty thì em không can thiệp đâu, vì trước giờ em không xen vào chuyện của chú. Nhưng nếu là vì sự mất tích của ba em thì anh muốn làm gì hay anh biết gì anh phải nói cho em biết, đừng làm ảnh hưởng kế hoạch của em. Ủa, có chuyện gì xảy ra hả? Em nói gì anh không hiểu gì hết. Phương Hòa muốn mua miếng đất đó, nếu anh làm căng quá thì chuyện đi tìm ba của em sẽ bị ảnh hưởng. Miếng đất này tiềm năng rất lớn, Quan Câu cũng cần vỏ bọc để làm ăn và che giấu những hoạt động khác mà em. Nhưng tại sao nhất thiết phải là ngôi nhà đó? Anh muốn biết coi rốt cuộc là bà ta đang sợ điều gì. Chắc chắn là bà ta đang che giấu gì đó, cho nên mới nhất định phải mua cho bằng được ngôi nhà. Chuyện này anh nhất định phải điều tra càng nhanh càng tốt. Anh giúp em tìm hiểu xem ông Hoài có lai lịch như thế nào. Em đang nghi ngờ người đàn ông mà bà ta đưa đi năm đó chính là ông ấy. Em có thể tự điều tra, nhưng mà bây giờ em đang bận dự án, em cần phải thành công dự án này để lấy lòng ông ta. Nếu như phải thì sao? Nếu như là thật, em sẽ tìm cách để ba nhận ra em. Thật ra em cũng tự mình làm được, chỉ là em đang mất thời gian quá nhiều vào các dự án. Em cần phải thành công, chỉ có như vậy em mới có cơ hội tiếp cận bà ta với ông ấy. Anh sẽ giúp em. Nhưng phải có thưởng chứ. Sau khi có kết quả, anh muốn gì em cũng chịu. Anh chỉ cần em sớm tìm được ba của em thôi, và giúp cho ba nuôi hoàn thành công việc và sự nghiệp ở đây.
Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng mọi thú vui nơi đây là đủ rồi. Anh quên em đã từng nói gì rồi sao? Em không thể. Thời gian qua không có em ở bên cạnh, anh nhận ra em là một phần không thể thiếu của anh. Anh không muốn làm anh trai của em nữa được không? Anh muốn làm một phần quan trọng trong cuộc đời của em. Cho anh cơ hội nha Ngọc. Em xin lỗi, nhưng mà giữa em và anh chỉ có tình cảm gia đình, tình cảm anh em thôi, không hơn không kém. Em chưa bao giờ nghĩ tới tình cảm nam nữ với anh. Anh biết rồi, anh sẽ chờ ngày em nghĩ đến. Chỉ cần em đừng né tránh anh là được rồi. Anh đừng phí thời gian vì chuyện này nữa. Em còn rất nhiều chuyện phải làm. Em còn phải đi tìm ba, còn phải giúp chú. Em không như những người phụ nữ khác, vui buồn, thể hiện hỉ nộ ái ố. Anh sẽ giúp em hết mình trong chuyện tìm ba mà. Nếu như anh nghĩ gì chuyện giúp em á, mà em đồng ý hẹn hò với anh, thì em sẽ không nhờ anh nữa. Bảo Ngọc, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn được quan tâm chăm sóc em thôi mà Ngọc. Em nhắc lại lần cuối, với em, anh mãi là người anh trai rất tốt. Sau này anh còn nhắc tới chuyện này nữa thì em sẽ không có tới đây nữa đâu. Ngọc, em thật sự không có một chút cảm giác hay tình cảm gì với anh sao? Ngọc, cười một mình nè. Cái này là dấu hiệu đang yêu phải không? Làm gì có, con còn nhỏ xíu mà ba sao vậy? Nhỏ gì nữa mà nhỏ. Nhưng mà ba, con hỏi cái, cảm giác yêu một người là sao? Đó là một cảm giác rất là tuyệt vời con nghe. Con đó nha, không có được yêu linh tinh, mẹ sẽ kiếm cho con một người đàng hoàng, xứng với gia đình của mình. Thời buổi nào rồi mà còn hôn nhân sắp đặt nữa. Ba coi mẹ kìa. Mẹ chỉ có một mình con, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Muốn cho con được hạnh phúc á, em phải để cho con tự lựa chọn hạnh phúc của mình kìa. Đúng rồi đó ba. Tự quyết định, tự lựa chọn. Rồi bị gạt làm sao? Ba, con quên lời bài tập rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Đi làm đi con. Vậy con đi nha. Thiệt tình, con với cái, mà cũng tại anh đó nha. Sao nữa? Cưng chiều cho dữ vô. Em đừng có suy nghĩ nhiều nữa, còn có anh bên cạnh mà. Với lại anh có chuyện này muốn bàn với em. Anh định ngày mai anh sẽ ghé qua căn nhà Quang một lần nữa. Tại sao chứ? Anh cũng không thể lý giải làm sao nữa. Anh chỉ biết rằng khi mà anh bước vào trong đó, anh có một cảm giác rất là quen thuộc, giống như là anh đã từng ở đó vậy. Điều này thì em có thể khẳng định, ngôi nhà đó không liên quan gì đến chuyện anh bị phỏng hết. Nếu vậy thì cảm giác đó thì sao? Là do anh bị ám ảnh, do anh muốn tìm lại quá khứ thôi, cho nên mới có cảm giác như vậy đó. Thôi mà, quên hết đi anh, được không? Còn nếu như mà anh muốn đi đến đó thì mai em sẽ đi cùng anh. Anh biết rồi,
Anh xin lỗi làm em phải lo lắng. Chắc là anh đi ra ngoài cho thoải mái một chút. Có gì em cứ ngủ trước đi nha. Dạ. Mình bắt buộc phải dập tắt suy nghĩ này của anh ấy. Ủa mẹ, con lại thức cả đêm để làm việc nữa hả? Dạ không có, con chỉ dậy sớm một chút thôi. Ủa sao mẹ không ngủ thêm chút nữa đi? Mẹ có tuổi rồi, đâu có ngủ được nhiều. Con sắp xong chưa? Chợp mắt chút xíu đi con. Hôm qua chú Tuấn có đem mắm cá sang cho con á. Để mẹ đi chợ, mẹ mua chút rau tập tàng về cho con ăn chung nghe. Công nhận chú Tuấn tâm lý quá à mẹ. À mẹ, con thấy mẹ nên suy nghĩ về chú Tuấn. Chú Tuấn cũng được mà còn tâm lý nữa chứ. Trời, cái thằng này. Chú Tuấn tốt mẹ biết, nhưng mà không lẽ mẹ không cảm nhận được những gì chú ấy làm cho mẹ hay sao? Còn đó, sắp tới ngày giỗ của ba con rồi, không có nên nhắc mấy cái chuyện này. Thôi mẹ đi ra ngoài đây. Mẹ, con biết, con nói thật lòng đó. Con luôn mong mẹ có người quan tâm và chăm sóc. Dù sao thì ba con cũng đã mất 20 năm rồi. Giờ có một người tốt như chú Tuấn đeo đuổi mẹ, mẹ cũng nên suy nghĩ lại, để sau này mẹ còn có chỗ dựa. Sau này mẹ già thì có con lo. Sợ biết gì? Là như vậy, nhưng mà lỡ như... Sợ sau này con bận chăm sóc vợ con chứ gì. Nếu mà con không lo cho mẹ được thì mẹ tự lo. Mẹ không có muốn dựa dẫm ai hết. Dù sao thì có người bên cạnh vẫn tốt hơn mà, đúng không mẹ? Nói tôi mà không biết nhìn lại mình. Mau mau cưới vợ sớm đi cho mẹ mừng. Dạ được rồi, để con cố gắng cưới vợ sớm nha. Thôi để mẹ xuống dưới chuẩn bị đi chợ sáng nấu cơm cho con ăn nghe. Dạ. Con làm chút thôi rồi đi ngủ nghe. Dạ dạ dạ. Mẹ đi đây. Anh nhớ ra được gì chưa? Anh không nhớ được gì hết. Là tại vì nơi đây không có liên quan gì tới anh trong quá khứ, nên anh không có cảm giác. Anh yên tâm chưa? Anh chỉ sợ trong quá khứ anh đã từng giết người, cho nên anh rất sợ. Anh là một người tốt, không bao giờ có chuyện giết người. Năm đó anh đi công chuyện cho nhà em rồi bị tai nạn ô tô, khó khăn lắm em với chú Tư và mọi người mới đưa được anh ra khỏi xe trước khi xe bị nổ. Nếu muốn anh có thể hỏi lại chú Tư. Anh, lúc đó em sợ lắm, em sợ sẽ mất anh. Anh xin lỗi nha, vì lúc nào cũng làm cho em lo lắng nhiều quá. Thôi được rồi, anh hứa với em, từ nay trở đi anh sẽ không cố gắng nhớ lại quá khứ nữa. Bản vẽ anh gửi cho tôi cũng đẹp đó. Tôi tưởng là anh mãi mê tán gái mà quên đi chuyện quan trọng anh làm cho tôi chứ. Làm sao dám quên khi lúc nào cô cũng gào thét bên tai tôi. Mà khoan, phần bếp của tôi đâu rồi? Ủa, tôi có vẽ trong đó mà. Anh làm ơn coi kỹ lại giúp tôi đi. Được rồi, tôi đang trên đường chạy tới nhà của cô nè.
Anh có mua đồ ăn cho em nè, để chuộc lỗi chuyện hôm trước. À, cảm ơn anh. Hôm nay anh được nghỉ á, hay là mình đi chơi đi. Từ lúc anh về Việt Nam tới giờ chưa được đi chơi riêng với em lần nào. Cảm ơn anh nha. Đi chơi cũng được, nhưng mà chắc là đi chơi xa, mất công có ai thấy nữa. Tôi xin lỗi, cái phần bếp á tôi chưa có nghĩ ra. Không sao, thôi anh cứ vô nhà đi rồi chỉnh. Hình như tôi tới không đúng lúc. Anh, chắc là em phải hoàn thành xong dự án, có gì hôm khác mình đi nha. Anh hiểu mà. Thôi, em cứ làm việc đi. Cảm ơn anh. Vô nhà đi. Anh về cẩn thận nha. Sáng ra đã tới đây, chắc không có ý gì tốt rồi. Alo, tao nghe. Mày nói cái gì? Làm ơn tha cho tôi đi, tôi bị ép buộc thôi mà. Trên đời này, điều tối kỵ nhất đối với tôi chính là làm việc với những người thất hứa giống như ông. Mấy anh làm ơn tha cho vợ con tôi đi, tôi giảng sinh mấy anh đó, tôi biết tôi sai rồi. Tha, tôi cũng muốn tha lắm chứ, bởi vì tôi không muốn mang tiếng ác. Nhưng còn phải coi thành ý của ông ra sao đã. Thằng con trai của ông đáng yêu như vậy, lỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao ta? Giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần ông ký tên thôi. Ký. Đây là toàn bộ giấy tờ của tôi, mấy anh cầm đi. Tôi không cần lấy tiền đâu, tôi chỉ cần mấy anh tha cho vợ con tôi thôi. Tiền tôi vẫn trả đủ cho ông, tôi không muốn cướp của ai bao giờ. Giám đốc mới của công ty Hoàng Cầu, hắn tên Minh Đạt. Liên lạc ngay, đích thân tôi sẽ lấy lại căn nhà đó. Dạ. Cô Nhung ơi, cô ơi, tay nghề nấu nướng của mình ngày càng tiến bộ, thơm quá. Chắc chắn là Nam sẽ thích. Cô mới tới hả Yến? Dạ, con chào cô. Ngồi đi con. Dạ. Hôm nay con không đi làm sao con? Dạ, hôm nay con được nghỉ buổi sáng. À, con có thời gian cho nên nấu món này Duy Nam rất là thích nè. Con nấu cho con, sẵn con nấu cho cô với Nam ăn chung luôn cho vui, để khỏi mất công đi chợ. Cô ăn thử đi, coi con có tiến bộ không. Vậy hả? Cảm ơn con nha. Nhìn là thấy ngon lắm rồi đó. Ừ,
Yến. Dạ. Nó không có ở nhà đâu. Hôm qua tới giờ nó làm việc thâu đêm suốt sáng, chưa có về nhà nữa. Thâu đêm suốt sáng hả cô? Ừ. Gì kỳ vậy? Nghe đâu dự án này gấp dữ lắm, nên cô thấy nó thức đêm thức hôm hoài à. Cô nhìn cô xót quá, mà không biết giúp gì được nó hết. Nhỏ Quỳnh này, gấp thì gấp, cũng đâu tới mức bóc lột sức lao động của người ta như vậy được. Cô để đó, để con xử lý cho. Đợi con xíu. Alo, em nghe. Nè Quỳnh, chị giới thiệu Duy Nam cho em, để giúp em làm dự án. Nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi. Sao em có thể em bóc lột sức lao động trí não của Nam như vậy được? Lỡ như mà Nam làm kiệt sức quá, rồi Nam xỉu luôn là sao? Chị yên tâm đi, khi nào mà hoàn thành xong dự án á, em trả về nguyên vẹn. Vậy nha. Nhỏ này. Cô yên tâm nha. Đây, con mời cô ăn. Ngon lắm á. Một cô gái tốt như chị Yến, vậy mà cũng có người nỡ phụ lòng. Chắc là có em khác ngon hơn hả? Cô nói cái giọng điệu đó, cô đừng có nói là cô thích tôi nên cô ghen nghe chưa. Anh bị quan tưởng hả? Tôi chỉ tức giùm chị Yến thôi. Tôi đang cố gắng làm cho xong, chứ tôi ớn lạnh với cái ánh mắt mà nhìn tôi giống như ăn tươi nuốt sống của anh ta rồi. Ai? Anh Đạt hả? Mà nói thiệt nha, anh ta yêu cô nhiều lắm á. Anh tào lao á. Tôi với anh Đạt á chỉ là anh em thân thiết thôi, anh bớt hiểu lầm đi. Tôi nói thiệt, nhìn cái cách mà anh ta nhìn tôi khi tôi mới tới đây á, tôi nghĩ anh ta muốn nhiều hơn nữa đó. Nhiều chuyện quá, tập trung làm giùm tôi cái đi. Nè, cái chỗ này nè, nếu mà có thêm không gian chiêu nữa đó thì đẹp tuyệt vời luôn. Biết đẹp tuyệt vời á thì anh vẽ vô đi. Anh phải thiết kế làm sao mà chỗ đó lãng mạn một chút. Ủa, cái này thiết kế cho khách hàng mà, sao giống thiết kế cái này cho cô quá vậy? Thì mình phải hài lòng trước thì khách hàng mới hài lòng chứ. Anh hiểu chưa? Chưa, có hiểu gì đâu. Anh giỡn với tôi hả? Ừ. Ôi da. Ê, cô. À. Anh làm cho xong đi. Anh mà giỡn nữa anh coi chừng tôi đó. Tôi nghe nè. Tưởng chú em trốn mất dạng rồi chứ. Tôi không có gì phải trốn hết. Nè, nhớ gì không? Mai tới hẹn rồi đó. Tôi nợ anh tôi nhớ, anh không cần phải nhắc đâu. Phải nhắc mày mới nhớ chứ, lỡ quên thì sao? Tiền cờ bạc tôi biết, không dễ gì anh bỏ qua đâu. Mà anh an tâm đi, anh cứ gọi hối kiểu đó thì tôi làm sao mà có thời gian kiếm tiền trả cho anh đây. Vậy nha. Ủa, mình làm tới đâu rồi? Tôi làm xong phần của mình rồi đó, còn phần của anh thôi á. Tôi nghĩ bây giờ mình nghỉ thư giãn chút đi, để thoải mái tinh thần, sau đó mình làm lại. Bây giờ đầu óc của anh bận rộn nghĩ tem gái mưa quá hả? Em gái mưa gì? Mà anh cũng hay thiệt ha. Quen mấy em gái mưa vừa trẻ vừa đẹp. Nhìn anh khờ khờ vậy mà cũng... Cô đang nói ai vậy? Bộ anh nhiều em gái mưa lắm hay sao mà không biết nói em gái mưa nào? Thôi thôi thôi, nói chung là bây giờ á, mình thư giãn một chút, đầu óc tôi đang mệt quá. Ok, thôi anh muốn đi đâu thì đi, nhưng mà 20 phút sau phải quay lại đây làm tiếp. Ngày mai tôi phải nộp cho sếp rồi đó. Cô không đi chung hả? Tôi đi một mình á, tôi sợ đầu óc tôi bị đóng băng đó. Anh đi một mình đi. Tôi cứ tưởng là anh phải đi tìm mấy em gái mưa của anh chứ. Cô không đi thì thôi. Rồi nếu như tôi không suy nghĩ được, tôi không sáng tạo được á, cái này không phải lỗi tôi à. Ê, chờ tôi với. Lên xe. Xe của tôi mà. Không lẽ tôi là đàn ông?
để cho cô chở tôi sao? Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ giao tính mạng của mình cho người khác, nhất là những người có đầu óc không được thoải mái. Nè nè nè, tôi lái xe rất là an toàn, tôi chở cô rồi mà. Chuyện hôm đó khác, chuyện hôm nay khác. Trên cuộc đời này không có gì là tuyệt đối hết. Không thì tôi ở nhà. Ok thôi, chở thôi mà, cô chở tôi càng khỏe. Ra sau đi. Lên xe. Ê! Trời ơi, con chạy được không vậy? Ngồi yên đi. Đi đâu vậy ta? Chắc là chuyển địa điểm làm việc khác rồi. Chắc giờ này cô Ngân cũng chưa ăn, mình sẽ đem qua cho cô Ngân. Đăng ơi, cô Ngân. Ủa cô Ngân đang ăn gì vậy? Trời ơi, trời ơi, sao cô ăn cái này? Không, bỏ xuống đi. Cô Ngân ngoan nghe con đem rất là nhiều đồ ăn ngon qua cho cô Ngân ăn đó. Cô Ngân mà cứ ăn đồ thiêu vậy hoài á, mai mốt con không đem đồ ăn ngon cho cô Ngân ăn nữa đâu nha. Đói, ăn mà, ăn. Nè, đây đồ ăn ngon này cô Ngân. Đây. Đó. Đùi gà nè, xương nè. Có quá trời đồ ăn luôn đó. Thơm quá. Ăn. Trả tiền. Không, con không lấy tiền gì hết á. Chỉ cần cô ăn ngon là con vui rồi. Trả vàng đi. Trả vàng nè. Cho nè. Ông Đăng này, suốt ngày đi chơi cờ bạc, bỏ ba mẹ nhà ăn cơm thiêu vậy đó. Càng ngày càng tệ dễ sợ. Đăng hả? Đăng đi chơi rồi. Đi chơi hả? Cô có biết đi chơi ở đâu không? Bia đó. Đang thích chơi bia. Ê, khoan. Tao chưa đánh. Nó bị ác xì, cho quýnh lại một cái thôi. Ăn dây cho mày. Mày chơi vậy không có được nha. Này nó làm sao á, nó cứ điềm điềm sao á. Rồi đó, điểm tới rồi đó. Hay quá ha. Phải chi chăm sóc mẹ như chơi bi-a thì tốt biết mấy. Tôi đang chơi mà, mắc mớ gì tới Yến hôn. Mắc mớ tới mẹ ông được không? Ông ở đây chơi bi-a cho sướng tấm thân ông. Còn cô Ngân ở nhà thì ăn cơm thiêu kìa. Lỡ bị ngộ độc thực phẩm rồi làm sao? Rồi mẹ tôi có sao không? May mà tôi tới kịp đó. Đánh tới mày đúng không? Đến đi. Phức tạp quá. Gì nữa? Đi về cho tôi. Tôi phải quánh hết dáng chứ. Không hết dáng gì hết á. Thôi Đăng, tao thấy mày đi về đi. Đang chơi mà có đàn bà con gái làm bèm hoài mệt quá. Kệ đi, cứ chơi đi, quýnh đi. Thôi mày ơi, mày về giùm tao đi. Ba của nó là công an đó. Nè, nói gì thì nói, không được đụng tới ba tôi nghe chưa. Về không? Quýnh hết dáng chứ mày. Ông không về biết tay tôi đó. Thì phải quýnh hết dáng cái đã, tôi đang chơi mà. Hết dáng gì hết á. Đi, lẹ lên. Coi chừng tôi đó nha. Không bao giờ được rủ Đăng đi chơi nữa, biết chưa? Chờ tao chút xíu nha, tao quay lại liền. Xíu cái gì mà xíu? Lẹ lên. Biết rồi. Kệ nó, mình chơi đi. Cái gì mà xô đẩy hoài vậy? Yến không phải là người nhà của tôi. Hãy tránh xa cuộc đời của tôi giùm cái. Tôi chỉ lo cho mẹ của ông thôi, chứ ai thèm xíu cho chuyện của ông. Tôi không cần Yến lo. Nó nghe nè, đừng có làm kiểu này. Xung quanh người ta nhìn á, tưởng Yến là vợ của tôi á. Mà nè, có là vợ của thằng Đăng á, cũng chưa tới lượt Yến ha. Nè nha. Vậy ông tưởng tôi muốn tìm ông lắm hả? Chẳng qua là tôi lo lắng cho cô Ngân thôi. Ông mới là người tránh xa tôi ra chứ ở đó mà không có cửa. Người gì đâu á, vừa vô tích sự, ham mê cờ bạc. Ai mà lấy ông á là xui cả đời. Tôi vậy đó, tránh xa nhau giùm cái đi. Ông
đứng lại đó cho tôi. Xin lỗi, xin lỗi. Bị dài trên hoại thục bụng tôi đâu. Cậu có sao vậy cậu? Trời ơi, tôi thục nhẹ hiều mà cậu. Đau quá, đi bệnh viện, đi bệnh viện đi. Nếu cậu thấy đau quá thì tôi đưa đi bệnh viện. Khỏi, đưa tiền đi, tôi đi bệnh viện được. Đưa đây, lẹ lắm. Đưa tiền, bao nhiêu cậu? Hả? 2 triệu. Không cần đưa tiền gì hết trơn á. Anh ta không bị gì hết, chú cũng không đụng trúng anh ta. Bất quá tôi làm chứng cho. Bớt những cái đi. Bớt cái gì mà bớt? Đứng lại chưa? Phải giờ tôi đâu, tôi nghe rồi. Ông đứng lại chưa hả Đăng? Đó, đó cô cầm về nè. Đó, dịu lên rồi đó. Quá nè. Con vừa bay cao đây nè. Sao anh biết chỗ này hay vậy? Hồi đó tôi cùng ba tôi ra đây thả diều. Tôi còn nhớ lần đầu ba làm diều cho tôi. Tuy con diều không đẹp lắm nhưng mà bay rất cao. Mỗi lần nhìn thấy diều bay cao, tôi thấy gánh nặng như được trút hết. Chính vì vậy mà tôi luôn mang theo diều bên mình. Kỷ niệm của cô với ba cô là gì? Tôi hả? Ừ. Tôi không có kỷ niệm với ba. Với mẹ tôi cũng không luôn. Mẹ tôi bỏ đi khi tôi còn nhỏ. Ba tôi thì đi tù. Sau khi ba tôi quay về, lúc đó tôi lên 7, ba tôi cũng bỏ tôi mà đi. Tôi cũng không biết cảm giác vui cùng ba mẹ ra sao nữa. Không ngờ cổ còn bất hạnh hơn mình. Hèn chi lúc nào cô ấy cũng khó chịu, giống như cả thế giới đang mắc nợ với cô ấy. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô lại khó chịu như vậy rồi. Hôm nay cô thấy sao? Thì vui. Cảm ơn anh nhiều nha. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác này luôn á. Tôi cũng vui mà. Cô đâu cần cảm ơn đâu. Hồi đó tôi cũng muốn mình được vui cùng ba, nhưng mà kỷ niệm với ba ít lắm. Tôi có duy nhất kỷ niệm với ba là con búp bê ba tặng, mà tôi cũng không giữ được. Anh còn may mắn có mẹ bên cạnh á. Nè, cô thả diều tiếp đi. Nhìn diều bay á là mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Wow, diều bay cao quá. Bay cao lắm luôn á. Người gì đâu mà dễ ngủ quá. Ước gì tôi cũng được như anh, thoải mái, tự tại.
Năm tháng tâm tư cô đơn, chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng, niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường đánh thức những ai sai đường. Buông hết trái ngang hận thù nơi quá khứ.